đây là nu huyết long anh em mình nhá. Đấy, ui xùi, ui. Sau khi mà sơ chế đây này, và đây là thành phẩm của những chiếc vòng tay gỗ nu huyết long. Thì gỗ nu huyết long có cái đặc điểm nó hơn với lại huyết long bình thường ấy, đó chính là cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu và ngọt hơn, bởi vì cái nu ấy nó chứa nhiều hàm lượng tinh dầu hơn. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái khả năng thấu quang của gỗ đây anh em mình nhá. Thì đây là mình sẽ soi luôn để anh em mình có thể thấy được này. Đấy, nó vẫn còn có những cái khả năng thấu quang nhưng mà nó sẽ không thấu quang nhiều như là gỗ huyết long thường, bởi vì khi mà nó được tạo thành nu ấy là nó có những cái độ xoắn của gỗ rất là mạnh. Chính vì thế cho nên là khi mà nó xoắn nhiều thì nó sẽ giảm đi cái độ thấu quang của gỗ. Nhưng mà khi chúng ta chơi trải nghiệm gỗ nu huyết long thì chúng ta vừa là thứ nhất là chơi một cái dòng gỗ nu là dòng gỗ đẳng cấp dành cho những người giàu có, và hơn nữa thì nó thể hiện cho anh em chúng ta đó chính là những người mà chơi sành chơi về gỗ quý. Và đặc biệt nữa, nu huyết long thì nó mang đến cho anh em mùi thơm, nó ngọt ngào và nó dễ chịu, khiến cho anh em chúng ta cảm thấy thư thái và thoải mái. Và một điều đặc biệt nữa, nếu như ở Việt Nam thì có thể nói rằng là nu huyết long là một trong ba loại gỗ thơm nhất ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái chất gỗ của nó lại tốt, bởi vì đây nó là nu cho nên nó rất là cứng và có độ bền. Và hiện tại thì vòng nu huyết long này thì em vẫn đang để mộc, cho nên anh em mình đeo trước khi thưởng thức được cái mùi thơm từ tự nhiên. Và loại này thì có cả hai loại, đó chính là đốt trúc và hạt tròn. Hạt tròn thì sẽ có nhiều các loại size để phù hợp với lại kích thước và cân nặng của anh em, để anh em mình cùng trải nghiệm nhá. Và đeo trên tay một chiếc vòng tay nu huyết long rất là đẳng cấp, mang đến cái sự tự tin, sự mạnh mẽ của anh em chúng ta, và được thưởng thức cái mùi thơm rất dễ chịu nữa. Và anh em nào muốn trải nghiệm vòng tay nu huyết long thì anh em có thể bấm vào giỏ hàng ở phía dưới, hoặc có thể là comment ở dưới bình luận nhá.